Không biết các bạn đã trải qua cái cảm xúc bị mất năng lượng hay chưa? Bởi vì tâm trí của chúng ta luôn suy nghĩ và luôn sáng tạo. Sau khi mà chúng ta làm nội dung, một điều quan trọng ở đây là cái thời gian của mình nó bị ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng trực tiếp cái tinh thần và cái sức khỏe của mình luôn. Hơn bởi vì lúc nào cái đầu óc của mình cũng phải sáng tạo ra cái nội dung mới, thì lúc nào mình cũng phải suy nghĩ. Bởi vì như thế thì mình không thể nào tập trung học thêm bất cứ điều gì. Thì mình thích học điều này hoặc là điều khác thì nó cũng không thể nào tập trung được. Rõ ràng hơn ở đây là các bạn sáng tạo nội dung thì nó mất cực kỳ nhiều năng lượng và cần phải có sự tự tập trung trong việc sáng tạo nội dung một cách nghiêm túc. Nếu các bạn là người sáng tạo nội dung liên tục, các bạn phải cẩn thận với cái suy nghĩ và cái đầu óc của mình, lúc nào mình cũng phải sáng tạo ra nội dung mới. Bởi vì mình đã rơi vào cái trạng thái là nó cực kỳ ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe và cái thời gian biểu của mình. Nó ảnh hưởng tới những người xung quanh, nên bởi vì cái thời gian của mình nó không được sắp xếp cụ thể. Thật sự trong việc sáng tạo nội dung, các bạn phải suy nghĩ rất là nhiều, và cái chỉ số hành động của chúng ta phải bắt buộc phải giảm lại thôi. Chỉ số hành động ở đây là chúng ta thường hay suy nghĩ, trong việc sáng tạo chúng ta ít làm. Lấy ví dụ một cái vấn đề của mình, khi mà buổi sáng thì mình thức dậy và mình chỉ muốn học tập theo thầy phổ biểu mà mình đã đặt ra, học cái gì đó mới. Thế nhưng cái tâm trí của mình luôn muốn sáng tạo ra một cái gì đó mới cho cái nội dung trên kênh của mình, thì mình không thể nào kiểm soát được. Bởi vì đầu óc mình nó luôn suy nghĩ và nó muốn sáng tạo. Không biết các bạn đã gặp cái trường hợp đó hay chưa, nhưng mà nó là cái trải nghiệm thực tế nhất của mình. Thì mình nghĩ ở đây cũng có rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp đó. Nó bởi vì mình đã sáng tạo nội dung trong thời gian rất là dài, và nó là một cái phần ảnh hưởng đến sức khỏe và cái tâm trí của mình. Khi là mình có một vài tip thì mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Thì để tránh bị mất thời gian thì chúng ta hãy làm vào cuối tuần của sáng tạo nội dung. Thì mình thường làm vào cuối tuần, dành một ngày để mà mình quay khoảng 10 đến 15 video để mà mình đăng trong tuần của mình, thì nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Mình chỉ cần làm một lần và mình không phải để suy nghĩ quá là nhiều. Rồi nhưng nó sẽ không áp dụng cho những bạn làm content chuyên nghiệp. Thì với những bạn thì đã tập trung làm content chuyên nghiệp rồi thì mình cứ làm và phải luôn sáng tạo thôi. Và cái tip thứ hai ở đây là chúng ta hãy sắp xếp tiếp theo cái thứ tự ưu tiên. Nhưng thời gian nào chúng ta cần sáng tạo nội dung, thời gian nào ưu tiên cho trí não chúng ta để mà chúng ta làm việc và học tập. Đó chính là logic và creativity, và cái khả năng logic và cái khả năng sáng tạo. Thì như chúng ta cũng đã biết là logic thì nó sẽ thiên về những cái con số toán học, và sáng tạo thì nó sẽ thiên về những người làm vẽ tranh hoặc là ca hát có năng khiếu nghệ thuật. Thì cả hai cái này chúng ta phải tách biệt ra khung thời gian. Và làm buổi sáng thì chúng ta hãy sắp xếp thời gian sao cho nó hợp lý vào những cái mà mình cần học và những cái mà nó logic. Thì buổi chiều chúng ta sẽ làm những cái công việc mà nó sẽ thiên về sáng tạo, thì nó sẽ hợp lý và năng suất của chúng ta nó sẽ tốt hơn khi mà chúng ta lúc nào cũng luôn tuồn giữa sáng tạo rồi thì học tập và logic, thì nó bị luôn tuồn cái năng lượng cho ta mất rất là nhiều và năng suất nó cũng không đạt được hiệu quả cao. Mình biết các bạn đã bị những cái ảnh hưởng thì các bạn mới xem đến video của mình tới bây giờ, và nó bị xáo trộn thời gian và cái khả năng logic và cái khả năng sáng tạo ảnh hưởng chúng ta không tập trung. Chúng ta suy nghĩ rất là nhiều thứ, mặc dù những thứ đó nó không đem lại chúng ta giá trị gì và nó cũng không tốt cho chúng ta. Chúng ta nên sắp xếp sao cho nó hợp lý nhất và có những thói quen tốt thì nó sẽ giúp cho chúng ta. Và những cái thói quen tốt thì mình sẽ nói những cái video sau cho chúng ta có thể làm việc cách năng suất hơn.